ra mắt 4 mẫu iPhone 12 vào năm sau. Báo cáo mới nhất từ các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, Apple sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone 12 mới, trong đó hai phiên bản dùng màn hình 5,4 inch và 6,7 inch, hai phiên bản còn lại dùng màn hình 6,1 inch. Đây là loạt iPhone bổ sung sau khi Apple có thể ra mắt iPhone SE 2 ngay quý 1 năm 2020. Theo JP Morgan, Apple sẽ ra mắt các mẫu iPhone mới theo hai cặp. Một cặp sẽ bao gồm iPhone màn hình 6,7 inch và 6,1 inch. Cặp còn lại sẽ là iPhone 5.4 inch và 6.1 inch. Cặp thứ nhất được cho là các mẫu iPhone Pro được trang bị cảm biến 3D, trong khi cặp sau có giá rẻ hơn chỉ có camera kép và sẽ không được trang bị tính năng hiện đại này. Mặc dù tất cả các mẫu iPhone 2020 đều hỗ trợ kết nối 5G, nhưng cặp iPhone cao cấp hơn sẽ hỗ trợ millimeter wave cho phép kết nối 5G ở tốc độ rất cao trong các thành phố, trong khi tất cả các model đều sẽ hỗ trợ phổ tần 5G dưới 6 GHz, phổ biến và mạnh hơn so với wave nhưng có tốc độ chậm hơn nhiều thế nhưng báo cáo từ các nhà phân tích của JP Morgan lại mâu thuẫn với những tin đồn trước đó cho rằng Apple sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone 2020 với kích thước màn hình mới. Ngoài ra, ba mẫu iPhone 2020 đều được hỗ trợ kết nối mạng 5G và cảm biến 3D cho các tính năng AR. Các nhà phân tích của Morgan dự đoán Apple có thể ra mắt hai chiếc iPhone tiêu chuẩn vào đầu năm, trong khi nửa cuối năm sẽ ra mắt hai phiên bản cao cấp. Đây được xem là chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Apple giúp táo khuyết cạnh tranh tốt hơn với các hãng smartphone khác trong cả năm thay vì chỉ tập trung vào nửa cuối năm như trước đây